Ra mắt hơn 6 năm, Blackpink với diện mạo xinh đẹp cùng phong cách âm nhạc đã chinh phục không ít khán giả và nhanh chóng trở thành top nhóm nhạc nữ đỉnh nhất K-pop. Không những có được một lực lượng fan trung thành cực khủng, Blackpink còn khiến nhiều cầu thủ từ các nước dành sự yêu mến. Bên cạnh việc dành thời gian đi xem concert để thưởng thức âm nhạc của Blackpink, những cầu thủ sau đây còn không ngại thả thính và luôn nhắc đến 4 cô nàng của nhà YG mỗi khi được hỏi. 1. Neymar. Người hâm mộ phát hiện cầu thủ nổi tiếng Neymar từng nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink. Blackpink vừa đến Paris để tham gia một sự kiện từ thiện được tổ chức bởi đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron. Buổi hòa nhạc bao gồm nhiều nghệ sĩ quốc tế biểu diễn để gây quỹ cho trẻ em và thanh thiếu niên điều trị bệnh. Trước sự kiện, nhóm nhạc 4 thành viên có buổi gặp gỡ đệ nhất phu nhân Pháp và tỏ ra rất hào hứng cho buổi biểu diễn sắp tới. Cũng trong chuyến đi Paris, Lisa có dịp hội ngộ với siêu sao bóng đá nổi tiếng toàn cầu Neymar. Anh là chân sút đình đám người Brazil, chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ PSG tại giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp và đội tuyển quốc gia Brazil. Giọng ca Money đã chia sẻ bức ảnh chụp chung của cả hai lên Instagram. Ngay sau đó, Neymar cũng đăng bức ảnh tương tự lên trang của mình. Trong khi một số khán giả thắc mắc cơ duyên nào và tại sao cả hai chụp ảnh cùng nhau, các Blink nhanh chóng phát hiện ra Neymar là một người hâm mộ của nhóm nhạc nữ K-pop. Trở lại vào tháng 8 năm 2022, Neymar đã thể hiện tình cảm của mình đối với bản hit Pin Venom của Blackpink. Anh chia sẻ ca khúc trên trang Twitter và nói rằng bản thân rất thích nó. Neymar cũng là đối tác chính thức với một ứng dụng trò chơi nổi tiếng mà Blackpink từng hợp tác. Tại đây, cầu thủ 31 tuổi đã chọn các phụ kiện game có liên quan đến Blackpink để chơi game trong buổi phát sóng trực tiếp của mình với người hâm mộ. Mối liên hệ giữa nhóm nhạc đình đám thế giới Blackpink với siêu sao bóng đá toàn cầu đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Bức ảnh chụp chung của Lisa và Neymar cũng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận nhiều sự chú ý của công chúng. 2. Max Hummel. Năm 2018, cầu thủ điển trai của đội tuyển Đức Max Hummel mới khiến cộng đồng người hâm mộ K-pop xôn xao khi nhắc đến nhóm nhạc nữ Blackpink. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội của câu lạc bộ Bayern Munich, nơi Hummel đang thi đấu, đã đăng tải câu chuyện anh trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc sau khi trao đổi áo thi đấu với cầu thủ đội tuyển Hàn. Tài khoản này dí dòm đặt câu hỏi rằng lần tới Hummel muốn đổi áo thi đấu với ai khác, đồng thời nhắc tên BTS và Blackpink. Ngay lập tức, chân sút 35 tuổi chia sẻ dòng trạng thái về trang cá nhân với câu trả lời Blackpink. Câu trả lời trên được coi như lời thừa nhận về tình cảm yêu mến cầu thủ điển trai của đội tuyển Đức dành cho nhóm nhạc nhà YG. Việc một trong những cầu thủ hot nhất thế giới công khai yêu mến nhóm thần tượng K-pop khiến nhiều người thích thú. 3. Song Haemin. Vào tháng 9 năm 2019, chị cả Blackpink bất ngờ đăng tải lên Instagram cá nhân hình ảnh trận đấu bóng đá của Tottenham Hotspur ở London, Anh. Theo nhiều báo Hàn đăng tải, Jisoo đến để cổ vũ cho đồng hương là cầu thủ Song Haemin. Tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu nổ ra từ đây. Chủ đề thành viên Blackpink hẹn hò đội trưởng tuyển bóng đá Hàn Quốc rầm rộ trên nhiều diễn đàn lúc bấy giờ. Một chi tiết khác khiến tin đồn được củng cố khi người hâm mộ soi ra Jisoo và Song Haemin dùng chung vòng tay đôi. Được biết, Song Haemin thường hôn lên vòng tay sau khi ghi bàn để ăn mừng chiến thắng. Dù vậy, tất cả các bằng chứng mà cư dân mạng đưa ra đều chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Tuy nhiên, phía công ty giải trí YG Entertainment, đại diện của Jisoo lên tiếng đính chính. Chúng tôi khẳng định tất cả những tin đồn hẹn hò liên quan đến Jisoo là không đúng sự thật. Tin đồn đã lan rộng ra quốc tế nên lo ngại rằng nghệ sĩ có thể bị ảnh hưởng do tình huống này. Vì vậy, chúng tôi muốn làm rõ thông tin sai lệch. Chúng tôi mong mọi người vui lòng tránh suy đoán vô căn cứ. 4. Đoàn Văn Hậu. Năm 2019, sau khi góp phần làm nên thành công của đội tuyển U22 Việt Nam tại đấu trường SEA Games, cầu thủ trẻ Đoàn Văn Hậu được những người yêu bóng đá ráo riết săn lùng. Tài giỏi trên sân cỏ là thế, ngoài đời thường, hậu vệ đội tuyển cũng cho thấy mình là một fan âm nhạc chính hiệu. Anh chàng follow không ít ca sĩ trên trang Instagram cá nhân, hơn 1 triệu người theo dõi của mình. Đặc biệt, fan còn phát hiện ra Văn Hậu là một fanboy chính hiệu của 4 cô gái nhà YG Blackpink. Xăm soi những người mà anh chàng này theo dõi sẽ tìm ra ngay 4 tài khoản Instagram của Blackpink, Lisa, Rosie, Jennie, Jisoo, không sót một ai. Mặc dù ít thấy Văn Hậu chia sẻ hình ảnh nào ngoài bóng đá
trên mạng xã hội. Nhưng việc follow Blackpink hay các ca sĩ từ Âu đến Việt như Justin Bieber, Shawn Mendes rồi Bảo Anh, Trịnh Thăng Bình, Big Daddy cũng cho thấy anh chàng có máu yêu nghệ thuật như bao người. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt!